Dạ hello, em Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả anh chị nha. Hãng đĩa nhựa Tiến Hát Việt xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị một chương trình thu thanh đặc biệt ạ. Và Trường Anh sẽ báo giá về những con xe còn lại bên salon. Em về rất là nhiều xe anh chị ạ. Đây là con Jolly sản xuất năm 2004. Đồng sơn phong dáng rất đẹp, nội thất đẹp anh chị nha. Con này Trường Anh báo giá là 155 triệu, anh chị mua Trường Anh bớt kịch kim cho chị năm cũ luôn. Đồng sơn đẹp, nội thất rất là ok. Xe bên em đã dọn dẹp chi tiết và đẹp hết rồi. Trần nè, trần nỉ nè. Ghế là ghế nỉ nguyên bản á, theo xe anh chị nha, 4 vỏ mới, 4 bơm đúc. Con này Trần Anh cũng đã đăng clip rồi. Vô lăng 4 chấu nè. Phần tắp lô, tắp bi nè. Ghế trước chủ nhà đã bọc cho em nó bộ áo gối rồi nha. Nhìn rất là xinh luôn. Đây là phong dáng con Jolly nè. Đây là con dây anh chị ạ. Đây anh chị, con dây 203. Xe này Trường Anh báo giá cho anh chị nha. Con này là 180 triệu anh chị ạ. Toyota là lên cụm đèn xenon mất cú rồi. Xe chính chủ ký rút ok hết, đều được hết nhá. Đây là phong dáng của em nó nè. Đó, nhìn dáng cực xinh luôn. Xe trên đồng sơn, xe không có một dấu hiệu là chầy xước luôn. Vô lăng 3 chấu. Đây là phần nội thất của con xe nè. Từ ghế, tắp bi, tắp lô rất là sạch sẽ. Chất xe gia đình đang sử dụng nha. Đó, chị có đẹp chưa? Trần là trần nỉ hết toàn bộ. 180 triệu anh chị đã mua, Trường Anh bớt luôn cho chị 5 triệu luôn. Phần tắp bi cửa nè, ghế nè, ghế chủ nhà đã bọc hết rồi toàn bộ rồi. Đây nè anh chị, phần phía sau nè. Tay nắm là 4 vỏ mới 90% luôn. Đời 203 GL nha. Sổ đăng kiểm nó là GL đời 203 anh chị nha. Đây phong dáng đẹp chưa? Màu xanh vỏ dưa. Em còn mấy con nữa nè anh chị ạ. Đây nữa nè. Rất là nhiều xe. Con này bạn số 49A01016. Giá con này có 150 mấy triệu thôi là sở hữu ngay con dây rồi. Ghế nỉ. Đây anh chị coi nè. Toàn bộ trong là ghế nỉ hết toàn bộ nha. Từ phần tắp bi cửa nè, toàn bộ là nỉ rin hết nha. Đó. Đây là phần ghế của em nó nè. Đó, tắp lô, tắp bi đẹp chưa? Vô lăng 3 chấu anh chị nha. Tích hợp là gương chỉnh điện luôn từ phần tắp bi cửa nè. Bốn vỏ nó còn rất là mới nè anh chị ạ. Bốn vỏ mới 90%. Mâm đúc nguyên bản theo xe nhé. Đây là biểu tượng của dây nè. Tiếp theo Trường Anh xin giới thiệu đến toàn thể tất cả anh chị một chiếc xe huyền thoại. Đây là con đĩa bay Bravia anh chị nha. Đây là người đến từ hành tinh đây. Xe đồng sơn rất đẹp, sơn rin phủ toàn diện những con xe luôn nhá. 4 số, một chủ từ đầu. Biểu tượng của Toyota, số tự động anh chị nhá. Hai cụm đèn là nguyên rin cho xe nè. Xe này Trường Anh cũng vừa lấy về thôi, chưa có đi dọn dẹp gì hết. Tại vì sáng nay Trường Anh tiếp rất là nhiều khách. Đi đồng sơn sơ qua cùng đồng sơn nội thất với Trường Anh nè. Cửa lùa, dòng xe 7 chỗ. Nội thất anh chị có đẹp chưa nè. Đó, từ học từ tay nè, dàn lạnh nè. Dàn lạnh là nguyên bản theo xe nhá. Trần là trần nỉ anh chị nhá. Vô lăng là những cái vân ga trên vô lăng là không có dấu hiệu là bị phai mờ luôn. Trang bị là màn hình đầy đủ trên con xe rồi. Đĩa bay anh chị nha, chuyên cơ mặt đất anh chị ạ. Xe siêu đẹp. Sản xuất năm 1991 nha. Đây là phần tắp bi rin cho xe nè. Không có dấu hiệu là trời chùa luôn. Đây là sơn rin phủ toàn diện nha, từ trong cánh cửa đến bên ngoài nè. Keo chỉ bốn cánh là không mất phân nào luôn nè anh chị ạ. Đẹp chưa? Đó. Từ cái bệ nè, anh chị coi từ bệ gác chân là nguyên rin cho xe nè. Rin từ A đến Z luôn nha. Đây dàn lạnh anh chị coi nè. Học để đồ nè. Bấm một phát mở lên luôn. Xe cực chất. Gia đình người ta đang sử dụng anh chị nha.
Đây là tay gối của con đĩa bay nè. Đẹp chưa, dòng xe 7 chỗ, số tự động, máy 2.4, cửa lùa. Đây anh chị à, bước vô khoang xe nè, nhìn trong rất rộng rãi nhá, cửa lùa toàn diện luôn nè. Con này màu vàng két anh chị nha, bệ gác chân nè, bệ gác chân là nguyên zin theo xe nè. Đó, không có dấu hiệu đâm va cứng đụng đâu. Lót sàn chủ nhà là tích hợp chạy thảm hết toàn bộ nè, lót sàn sạch sẽ chưa anh chị, coi phần lót sàn da của nó là nguyên bản nè, chủ nhà là tích hợp nè, lót sàn toàn bộ là sàn da hết rồi nha. Ghế đẹp chưa anh chị, thấy bộ ghế là anh chị kết rồi, bộ ghế rin theo xe nè anh chị. Đó, dòng này nó có hai phiên bản nha anh chị nha, một là ghế da nguyên bản theo xe, hai là ghế nỉ nha. Đó, dòng xe 7 chỗ Toyota, thương hiệu của Toyota nhá, bông lúa vàng Việt Nam. Máy nổ cực êm, xe này full đồ chơi rồi. Đồng sơn keo chỉ anh chị coi nè. Đây nè. Coi mấy cái dòng này cho Trần Anh là tem nè. Đóng số khung số máy còn nguyên bản nè. Lóc khóa cho em nè. Mạc tem là nguyên zin hết nè. Đó anh chị coi nè, đẹp chưa? Xe không có một xíu cứng đụng tông va luôn. Nhiều năm trôi qua, em nó vẫn tràn đầy sắc xuân trong cuộc sống anh chị nha. Luôn luôn mang lại sự tươi trẻ đến với toàn thể tất cả anh chị. Một chiếc xe huyền thoại luôn anh chị ạ. Bản số 81M1527 nhá. Biểu tượng của Toyota nè. Brevia nhá, chuyên cơ. Người đến từ hành tinh anh chị. Đó, hai cục cản sau là sơn rin là phủ toàn bộ trên con xe luôn. Có một hai chỗ gọi là sơn dòng, tại vì dòng này nó cũng lâu đời rồi. Tích hợp là cản nè, cản phía sau của xe nè, là nguyên bản theo xe, rin từ ánh dép luôn. Máy nổ cực chất, tài xế chạy từ Gia Lai 600 cây về 81M Gia Lai nha. Chạy từ Gia Lai về cho em á, 4 vỏ cực kỳ mới, 4 vỏ mới 90%, gầm bề ở trong không đúc, không có một xíu mục mọt luôn. Anh chị có đồng sơn nè, tôn nè, cực kỳ là mỏng. Anh chị thấy không? Tôn cực kỳ là mỏng nè. Có body chiếm toàn diện trên con xe rồi. Anh chị đam mê dòng đĩa bay này thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh. Rất là nhiều anh chị hỏi Trần Anh có đĩa bay không, thì hôm nay Trần Anh sẽ cung cấp cho anh chị một dòng xe đã từng nói chung là rất là nổi trên thị trường Việt Nam nhé. Phần tắp bi nguyên rin theo xe nè, chị coi những cái sóng lường nè, không dấu hiệu tác động tông qua, sơn rin nè, sơn rin phủ từ trong ra ngoài luôn nhá, keo chỉ là không mất phân nào luôn. Đây là phần tắp bi nè, đó chị coi rin chưa, rin hết, tích hợp gì đó, o đo là cửa nè, o đo là chị lóc cửa nè anh chị nè, lóc cửa còn đang hoạt động nè, thấy chưa? Đời này mà anh chị tìm được cái xe nó chất nó rin gì tìm đâu ra. Tích hợp là gương chỉnh điện nè, trên đây là lóc kính nè, bốn cánh chỉnh điện nè, đầy đủ trên con xe rồi, mua về là chạy thôi. Ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nhá. Vô lăng nè, đây là phần vô lăng nè, những cái vân gai trên phần vô lăng là không có dấu hiệu phai mờ, biểu tượng của Toyota luôn nhá. Đó, ghế ở trong nè, đẹp chưa? Xe ghế rất là sạch sẽ, không có dấu hiệu mục mọt luôn. Đây là tay gối nè, tay gối là nguyên bản ra xe nè, rất là êm ái anh chị nha, mượt mè nhẹ nhàng lắm. Đây là những sóng lường nè, sơn rin nè, phủ hết toàn diện, mạc tem là nguyên bản ra xe, báo cửa còn nguyên rin luôn nè anh chị coi nè. Chất xe vô cùng đẹp luôn. Đây là cùng thắng tay nhá, thắng tay nè, bao da nè, nguyên bản nè, theo xe nè, rin chưa, côn ga số nè, không dưới bị phai mờ luôn. Máy nổ cực chất, trải nghiệm với Trần Anh trên phần con đĩa bay này nhá. Đây nè, đó em đã mở máy rồi, đề nhẹ một phát là có rồi nha. Chơi lực nè, ngồi một chỗ xoay vô lăng nè, rất là nhạy. Đồng hồ nè, đồng hồ rất là êm ái nha, âm thanh rất là hay luôn anh chị coi âm thanh nè. Đó, âm thanh này trang bị là màn hình nè, dàn lạnh nè, dàn lạnh này hết ga lạnh rồi nha, để cho anh đi bơm báo luôn thôi cho em cũng chẳng giấu giếm gì anh chị đâu. Ưu tiên nè, mọi thứ chức năng nè đang hoạt động được hết nhé. Tay anh chị ạ, sông kính nè, sông kính còn đang hiển thị trên đồng hồ luôn nhá. Đó, máy lạnh là có rồi nè anh chị ạ, mở máy lạnh cái có lạnh rồi nhá.
nó chỉ có yếu ga thôi, đi bơm tí ga nữa. Học để đồ nè, kẹt tăng phút nè, rất là nhiều chức năng luôn chị nè. Học nè, đây nè, khay khay bấm nè, mở nè, đó bật lên rồi đó. Dưới đây có một cái học để đồ rất là chứa rất là nhiều đồ, dàn lạnh thông thoáng đây nè, dàn lạnh nè. Anh chị cảm giác anh chị ngồi lên con đĩa bay này như là anh chị đang cưỡi một cái đầu của con máy bay vậy đó. Đây nè, mọi thứ chức năng nào hoạt động nha, trên xe không có xíu lỗi lầm. Con này côn số tự động nhá. Đây anh chị trang bị là lóc khóa mở cửa, côn số tự động đây nè anh chị, chờ anh gạt cho anh chị coi nhá. Đó N nè, D là chạy nè. Đó, vậy thôi anh chị ạ. Xe không có một xíu lỗi lầm luôn. Mua về là chạy, ngoài ra không phải làm bất cứ một khoản gì nữa nhá. Đèn đóm mà. Cái còi này không biết sao đây rồi. Cái này phải chỉnh lại anh chị nha. À, trợ lực rất là nhẹ nè. Nhiều chức năng lắm. Dàn lạnh nè, hai dàn lạnh nè, hai bên nè. Anh chị có keo chỉ trong nách nè. Đó, công tắc cùng là tông quan luôn, screen phủ toàn diện trên chiếc xe luôn. Xe này đi tẩy rửa nè, bơm ga lạnh nó là ok. Đó, máy lạnh đang mở đây. AC. Máy rất là êm ái luôn. Từ phần tắp bi nè. Đó, rim từ AMZ anh chị thấy chưa? Nè, trên đây có báo một cái đồng hồ nữa nè. Đèn đóm nè. Đồng hồ nè, báo giờ nè. Hẳn chống nắng nè. Đầy đủ hết trên con xe rồi. Mua về là chạy thôi. Đây là những cái vân gai trên vô lăng nè anh chị ạ. Không dấu hiệu bị phai mờ anh chị thấy chưa? Là những cái vân gai nè. Không một xíu phai mờ luôn nha đây nè. Đó. Đẹp lắm. Hất lây con gà tây luôn. Trợ lực rất là nhẹ, ngồi một chỗ xoay vô lăng thôi. Trang bị là lóc khóa mở cửa tự động từ xa hết rồi. Nghe nhạc, đĩa USB đầy đủ trên con xe luôn. Trên là chủ nhà đã tích hợp là trang bị thêm một cái đồ lọc không khí ở trong xe nè. Đó chị thấy không? Phần tắp lô tắp bi nè, sạch sẽ chưa? Dòng này anh chị mua về chở gia đình đi chơi đi du lịch rất là ok. Mức độ tiêu hao con này nó nằm phải nếu mà anh chị biết chạy nó nằm tầm 10 lít, 10 đến 11 lít nha. Đó là dòng Toyota Previa, sản xuất năm 1991, hàng nhập khẩu nguyên con của Toyota nhé. Phong dáng đồng sơn đẹp, không dấu hiệu là cứng đụng tông qua. Cần anten, biểu tượng nguyên rin theo xe hết từ ánh dép luôn. Em có vừa mới lấy 4 cánh chính điện nè. Đó, mượt chưa? Mua về là anh chị sử dụng thôi. Cửa lù hết toàn diện nha anh chị nha. Lóc khóa mở cửa còn đang hoạt động luôn anh chị ạ. À. Đó rất là đẹp. Ống cửa nè. Máy nổ cực êm luôn. Đam mê dòng đĩa bay này thì alo trực tiếp cho thằng anh. Đồng sơn không có một vết trầy. Đây anh chị coi nè, đồng sơn của con đĩa bay nè. Không một dấu hiệu trầy trụ luôn nha. Toàn bộ là kính rồi chờ, dán phim cách nhiệt hết toàn diện như con xe luôn. Đây nè, kính nó còn nguyên bản của xe của Toyota nè. Cửa lùa nè anh chị ạ, à. Đây là cửa lùa nè, đó. Lùa ra rất là nhẹ nhàng. Anh chị coi nè, từ phần nách nè, đổ về nè. Không dấu hiệu là tông va hay là cứng đụng trên chiếc xe đâu. Anh chị xem kỹ cho Trần Anh nhé. Nó đẹp chưa? Từ phần bản lề nè, của cửa lùa luôn nè. Rin hết. Ghế phía sau đây. Một lớp da rất là xịn anh chị nha. Đó, da nguyên rin cho xe nè. Ngồi cảm giác rất là thoải mái để trải nghiệm cùng với Trần Anh coi. Vô con xe này nó có những gì nhá. Ui chà ơi. Trần Anh đang cảm giác Trần Anh đang ngồi trên một cái chuyến máy bay anh chị. Đây nè, tổng quan phần tắp lô trên con Previa nè. Đấy. Quá tuyệt vời. Dàn lạnh là mở phát có lạnh rồi, mở một phát là có hơi lạnh rồi nha, nhưng mà nó không lạnh mấy anh chị ạ, à. Nó bị hết ga á. Để Trần Anh đi thay cho anh chị nha. Hai dàn lạnh nè. Đó anh chị coi nè, đóng gió nè, lấy gió nè. Còn đang hoạt động nhá. Hai bên luôn nè.
thấy chưa? AC, AC đây nè, rất là nhiều chức năng là chỉnh dàn lạnh nè, ga to ga nhỏ chỉnh ở đây nhá, tắp bi nè, những cái vân gai nè, nguyên rin hết. Thích hợp ở đây là cái gì đây? Cái này là đồ gạt thằng thuốc nha, học đựng nước nè, đó từ phần tắp bi nè. Ui chà ơi, gió cực kỳ mát luôn. Anh chị muốn là một người chuyên cơ mặt đất không? Chuyên chở tất cả các gia đình, anh em, họ hàng, bà con đi chơi xa, một chuyến nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Máy móc bao cọp nha, hàng của Toyota thì anh chị biết rồi, hàng thương hiệu, đi cực sướng, dáng cực đầm. Em ấy thật là xinh. Lót sàn là anh chị thấy không, toàn bộ nè, chủ nhà là tích hợp và lót sàn là sàn nỉ hết toàn bộ nha. Đây nè, dưới là sàn da nè, anh chị thấy chưa, tấm nỉ nè, bao bao đẹp luôn, từ cái dây đai an toàn nguyên bản cho xe cùng cùng một tông màu nhá, nó cực đẹp luôn. Ngồi chỗ ngồi rất là thông thoáng, Trần Anh rất là thích. Chuyên cơ mặt đất, người đến từ hành tinh anh chị nhá. Đó, rin rin đép con mà bác luôn anh chị ạ. Tích hợp sau là hai loa nguyên rin theo xe nè, ghế ở trong rất là sạch sẽ, không có dấu hiệu là mục mọt nha. Đó là ghế rin theo xe nè, anh chị coi nè, rin đép luôn. Trần Anh đã trải nghiệm luôn phần ngồi phía sau. Đây, phần ngồi phía sau cũng có gạt tàng thuốc nè, đầy đủ trên con xe rồi. Ghế có thể gập lại nha. Đó, tổng quan đó, ngồi rất là thoải mái và rất là rộng rãi, em rất là thích, quá tuyệt vời. Đèn nè, đó, cục đèn sáng giờ tắt đèn nè, mở đèn trần nè, đẹp chưa? Máy êm lắm anh chị ạ. À, chiếc xe còn đẹp mãi với thời gian qua năm tháng luôn nha. Từ phần tắp bi phía đây nè, đổ về nè, nguyên rin theo xe nè, dây đai an toàn nè, phía sau nè, tay nắm nè, trần trần là trần nỉ nhá. Đó, đẹp keng xà beng luôn, mua về là chạy thôi. Một chiếc xe tốt đến với tay người tiêu dùng, 7 chỗ, giá thật rẻ. Đó, đẹp chưa? Xe này anh chị không mua, anh chị mua xe gì? Học thì tay nè. Đó, đầy đủ chưa? Nè, chỉnh gối nè, chỉnh ghế nè, gập nè, thấy chưa? Đó, toàn bộ rất là ok trên chiếc xe luôn nhá. Đèn sáng rất chì mây. Mùa xuân đó có em, em đón anh về. Đây nè, đó, đóng cửa nè, rất là liền. Con này máy xăng anh chị nhá, đồng sơn đẹp, sơn rin chiếm toàn diện trên con xe luôn. Xe này một chủ nhá. Đây là 4 vỏ nè, tương đối là khá mới, 4 vỏ còn mới 90% nè. Mâm đúc nè, nguyên bản theo xe nè. Đây nè, gầm bề ở trong nè, không có một xíu mục mọt luôn. Ở trước cản trước nó có một hai chỗ nó hơi bị chóc, chóc cái lớp sơn ra nè, nứt chân chim nè, qua thời gian 5 tháng quay luôn nha. Đó, chỗ này để cho anh dầm cho. Với đây nè, có một hai chỗ này chóc ra nhá. Đèn đóm thì không thiếu bất cứ một khoảng gì đâu anh chị ạ. À, đây anh chị, đây là đèn đóm nè, chức nguội, mua về là chạy thôi. 4 vỏ mới đều như nhau nè. Đây chị coi vỏ nè, thấy chưa, gầm bề phía trong nè, không một xíu mục nhá. Đó, coi kiểm cho anh nè, không có một tí mục nhá. Đây là phần gầm nè anh chị, phần gầm dưới con đĩa bay nè. Đây nè anh chị coi cái gầm nó chắc chưa, cái gầm nó chắc nguội luôn nè. Đó, gầm bề của em ở đây nè, cực kỳ lễ mái, con này dẫn động còn sâu nhá. Đó, chắc chưa? Quay chi tiết cho anh chị coi nhé. Đó, mua về là chạy thôi. Đây là phần cốp sau nè. Đèn báo cửa phía sau là còn nguyên rim luôn. Đấy, đây nè, coi em cho Trần Anh nè, không một xíu đâm pha hoặc đứng đục như con xe nhá. Keo chỉ rin hết rồi, nguyên bản cho xe nè. Cái này cái gì đây? Rất là nhiều chức năng anh chị ạ. Trần Anh đang khám phá đây. Sau là học để đồ rất là lớn nè, anh chị có thể gấp ghế lại nhá, hai bên nè, hai bên lường nè. Keo chỉ là nguyên bản cho xe, không một dấu hiệu là đâm pha đứng đục như con xe nhá. Đó, đẹp chưa? Đó, một chiếc xe đẹp đó anh chị. Mua về là chỉ việc sử dụng thôi, ngoài ra không phải làm hay bất cứ một khoản gì nữa.
là nách cửa nè anh chị coi nè, keo chỉ trong nách nè, còn nguyên zin hết, không mất một phân nào luôn, hai bên nè. Cực kỳ là đẹp. Shinker, mặt đất người đến từ hành tinh nha. Ngồi lên con xe này có một cảm giác rất là thoải mái, như là anh chị đang cưỡi lên một cái chiếc máy bay vậy. Cảm giác là rất là tuyệt vời, rất là êm ái trong cuộc sống luôn. Xong chưa anh? Anh vô làm giấy tờ đi anh. Đây là khách của Trần Anh từ Phú Yên. Anh ấy đã lên tận trung tâm thành phố Bảo Lộc để mua con Focus của Trần Anh nha. Uy tín thì tạo nên thương hiệu. Trần Anh không biết nói thêm nói tài nha. Đây là khách đã tới tận nơi rồi, đang làm giấy tờ cho anh đây. Anh đọc lại bản hợp đồng đúng không? Cứ đọc đi, em quay như thực tế mà. Đó, khách đã mua con Focus của em rồi. Anh rất là nhiệt tình, bay anh đi từ Phú Yên lên đó, 700 cây anh chị. Phú Yên, Bình Định đó, xa lắm. Lên đã mua xe rồi nha. Bán liên tục, uy tín thì được rất là nhiều anh chị tin tưởng. Cho nên Trần Anh cam kết với khách hàng của Trần Anh là chỉ lấy những xe đẹp, xe ngon về bán cho toàn thể tất cả anh chị. Máy móc đồng thời bảo dưỡng hết một năm, từ xe tập chạy tập lái đến xe đời cao. Đó, anh chị thích dòng đi bay này thì alo trực tiếp cho Trần Anh. Anh chị thấy ngồi như con phi công không? Ngồi như phi công luôn. Rin hết. Phun ra số nè. Chất lụi chứ. Đó, đam mê dòng này thì alo cho em nhé. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc toàn thể tất cả anh chị có được nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.